Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy luyện tập toán lớp 4 trình bày trên giấy ô li. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết 30-17. Giáo hiệu chia hết cho 9 và cho 3. Rồi cái giáo hiệu chia hết cho 9 và cho 3 thì nó cũng tương tự nhau. Tổng các chữ số, ví dụ như thầy có là con số 1, 2, 3. Tổng cái chữ số này mà chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. Đó. 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 là bằng 6. 6 chia hết cho 3 cho nên số 123 chia hết cho 3. Và đối với số 9 cũng vậy, ví dụ như thầy có là 216. 216 thì tổng là bao nhiêu đây? 213. 3 cộng 6 là bằng 9. Vậy 9 này chia hết cho 9 cho nên số này chia hết cho 9. À. Viết tiếp vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các số có chấm chấm thì chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9. Chia hết cho 9 thì số thì chia hết cho 9. Thì số đó chia hết cho 9. Rồi. Tiếp theo, các số có cũng tương tự vậy, có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. Bài số 2, điền số tích hợp vào chỗ chấm trong các số sau. Số chia hết cho chính là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi cộng hết mấy cái này lại. 1 ta cộng 5 là bằng 6. Ta cộng hết rồi chúng ta lát nữa chúng ta tính sau. 6 cộng 3 là 9, 9, 9, 18. 1 ta cộng 9 là 10, 10, 18. 1, 9, 10, 10, 18. 7 với lại là 3 là 10. 4 4 8 là 10, 18. 7 cộng 3 là 10. Này là 10 10 20, 20 là 27. Rồi. Chúng ta có đầy đủ hết rồi. Số chia hết cho 9 là số 6 không được, 18 được nè. Giờ số này 6 9 3. Số này 11779. Số này 1908. Số này 7443. Số này 6 chia hết cho 3. Nào. Giờ số này. Rồi số này. Số này là 18 chia hết cho 3. 18, 18, 27. Như vậy hết trơn luôn. Hết luôn. 6, 9, 3. 18 này cũng chia hết cho 3. 1, 1, 7, 9. 1, 9, 0, 8. 7, 4, 4, 3. 2, 7, 3, 8, 7. Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Đây con số này. Số chia hết cho cả 3 và 9. Để từ cái dãy này hết luôn. 6 9 3 1 1 7 9 1 9 0 8 7 4 4 3 27387. Chúng ta qua bài số 3. Nối số tích hợp trong hình tròn vào ô trống để được câu đúng. Một trăm tám mươi bốn
và ô trống chỗ này. Chúng ta thêm vào số gì chỗ này thì để chia hết cho chính. Hay chúng ta cộng số này là được bao nhiêu đây? 1 cộng 8 là bằng 9, 9 cộng cho 4 13. 13 mà để cho chính thì chúng ta sẽ 13 thì lên 18. 13 thì lên 5. Đã. 13 lên 5 là 10. Như vậy là trước tiên là 5. Rồi. Như vậy là còn số 0 được không? Không. Số 3. Đây là 13, 16 không được. Số 6 không được. Lên 19 rồi. Bài này thì đã có sẵn con số 5 ở đây rồi. Nè. 5 ta cộng cho 5 là bằng 10. 10 cộng 2 là bằng 12. Mà cái số này chỉ hết cho 3. Thì chúng ta thêm con số 0 vào. Như vậy là 12 thì vẫn chỉ hết cho 3. Rồi, như vậy là đang 12. 12 thì chúng ta lên 15. 15 thì chỉ hết cho 3. Như vậy đây là 12 thì chúng ta sẽ cộng thêm 3 nữa. 3 nữa là đủ. Đây ngay chỗ này là 12 rồi đúng không? 12 này. 12 và lên 15 rồi tiếp theo. 15 rồi chúng ta sẽ lên 18. Như vậy chúng ta sẽ cộng thêm 6 là đủ 18. Bài như này. 276 chia hết cho 3 và cho 2. Như vậy chỗ này nó tận cùng nó phải là số chẵn, là số chẵn là 1 con số 0 hoặc 2 là con số 6. Chúng ta cộng này chúng ta xem. 7 với lại 2 là 9, 9 với lại 6 là 15. 9 6 15, như vậy chỗ này là số 0 là được. Số 0 là được. Như vậy chỗ này là 7 9 15 rồi nè. 15 chúng ta cần lên là 18 thì đủ chia hết cho 3. 15 thì còn 3. 3 nhưng mà không chia hết cho 2. Rồi. Điền vô 3 thì đủ 18 để chia hết cho 3 nhưng mà lại không chia hết cho 2. Thì không được. Chúng ta điền số 6 thử xem. 15 mà ta cộng 6. Cộng 6 là 21. 21 thì chia 3 được. Mà tận cùng là con số 6 là số chẵn chia hết cho 2 được. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Tính giá trị của biểu thức sau và cho biết giá trị nào chia hết cho 5, cho 9 hoặc là chia hết cho cả 5 và 9. Và trong này thì chúng ta dấu trừ và dấu cộng thì chúng ta làm bàn tay trái qua phải. Hai này trừ nhau 7, ta trừ danh 5 là còn 2. 15 là 8 cộng 7. 8 1 0 2. Rồi ta cộng cho 283 bằng tăng cộng là 5 tới 15 3 2. Rồi, như vậy tăng cộng đây là số 5. Chúng ta xem mỗi coi chia hết cho 9 không? 5 5 10. 10 với lại 15. Như vậy là 15 không chia hết cho 9. Người ta yêu cầu là giá trị nào chia hết cho 5, cho 9 hoặc là chia hết cho 5, chia hết cho cả 5 và 9. Như vậy cái này là chia hết cho 5 này. Cái nào là chia hết cho 5. Rồi số này, chúng ta làm dấu nhân trước. 3045 chúng ta ghi lại. Cộng cái này. 3 nhân 8 24 viết 4 ta như 2. 31325. 0 6 bằng 9 9
không, chín. Rồi, như vậy cái này không chia hết cho 5, tại vì tầng cùng nó không phải số 0 mà số 5. Chia 9, 9 cộng cho 9, 18, 18 cộng 9 là 27. Vậy số này chia hết cho 9. Bài này, ta làm dấu chia trước. Cộng cho 40 bằng 741,1 chia 1, 8. Số này vừa chia hết cho 5 và cho 9, tại vì 8 cộng 1 là bằng 9. Tăng cộng số 0 nữa. Này là chia hết cho 5 và cho 9. Bài này thì chúng ta làm dấu nhân trước. 225 trừ cho này, 8 nhân 5 là 40, biết không, ta nhớ 4 5 2 10 140 trừ ra 5 12 8 801 còn 85. 8 5 13 không chia hết cho 9 mà chia hết cho 5. Nó qua bài số 5. Một đội thanh niên xung phong, xung kích tham gia điều khiển giao thông trên đường có trong khoảng từ là 55 đến 65 người. Biết rằng nếu chia thành tổ, mỗi tổ là 3 người hoặc là 5 người thì đều vừa đủ. Hỏi đội thanh niên đó có bao nhiêu người? Như vậy mục đích thì chúng ta sẽ đi tìm con số ở trong cái khoảng này mà chia được cho 3 và chia được cho 5. Như vậy nếu là chia 5 thì tận cùng nó bắt buộc nó phải là chữ số 0 và chữ số 5. Rồi. Như vậy là từ 55 x 3 60 15. Và 55 như là chỗ này là chữ là 60. 60. 60 là hợp lý nhất thôi chứ đâu có số nào nữa. 60 thì chia hết cho 3, chia hết cho 5. Rồi số người trong khoảng năm mươi lăm đến 65 chia hết cho 3 và 5. Thì số đó là 60. Vậy đội thanh niên đó có 60 người. Vì dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 5 thì chúng ta đã biết rồi, tận cùng nó phải số 0. Và chia cho 3 thì nó là tổng của các chữ số này là chia hết cho 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.